Thưa quý vị, quán cà phê mèo đầu tiên khai trương tại Washington DC. Đến quán cà phê mèo, quý vị sẽ được thưởng thức cà phê trong khi được vuốt ve những bộ lông mượt rượt mềm mại của những con mèo và uống cà phê, xong quý vị có thể xin một con mèo về nuôi. Quán cà phê mèo đầu tiên tại thủ đô Hoa Kỳ vừa khai trương theo trào lưu đang thịnh hành trên toàn châu Á. Chủ nhân Khan Trinh Sinh, người Hoa Kỳ, sinh ra và lớn lên tại Maryland cho biết bà có hứng thú mở tiệm cà phê mèo sau một chuyến đi đến Thái Lan. Với sự giúp đỡ của một chiến dịch gây vốn khởi nghiệp, bà đạt được mục tiêu 15.000 Mỹ Kim trong một ngày để mở cửa tiệm cà phê mang tên Crumb and Whisker. Bà nói, trong nền văn hóa Hoa Kỳ ngày nay, người ta không có nhiều thời gian dành cho súc vật, nhưng sự gần gũi súc vật là tốt cho sức khỏe con người. Khách hàng có thể lên mạng Internet để giữ chỗ tại quán cà phê mèo, rồi tới đó gọi một ly cà phê vừa nhâm nhi vừa chơi với hơn 20 con mèo đang xem quán cà phê là nơi tạm trú các con mèo này đến từ hiệp hội nhân đạo washington và mục tiêu của bà sinh là tìm cho mỗi con mèo một ngôi nhà ấm cúng nếu quý vị xin mèo về nuôi khách cần phải làm thủ tục giấy tờ với hiệp hội nhân đạo